Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh em một bộ dàn âm thanh rất là đẹp, rất là hay đến từ thương hiệu của DeLonghi của nội địa Nhật Bản. Thì anh em có thể thấy đây là bộ F07, một trong những cái bộ mà được anh em rất là yêu thích tại vì cái chất âm của cái bộ này rất là hay. Anh em có thể thấy thì cái cặp loa F07 là một trong những cái cặp loa kín. Loa kín và cho một chất âm bass rất là sâu, rất là tốt. Đặc biệt là cái phần set nó tiếng giải cao rất là phê. Đó. Nó là một trong những cái dòng loa hiếm hoi của DeLonghi mà là dòng loa bass kín, có nghĩa là nó không có lỗ thông hơi. Nhưng mà tiếng bass của nó thì rất là sâu, rất là mềm. Không phải dễ gì mà chúng ta sở hữu được một cặp loa bass kín như này. Ở đây cũng thế. Và hàng về nó rất là đẹp. Anh em có thể thấy độ mới của nó cực kỳ cao. Phần âm ly của nó thì là sẽ gồm có một âm ly, một CD và một đầu tuner làm ở phía trên. Và cái toàn bộ nó đều được làm bằng nhôm phay vàng, giống như kiểu dạng màu champagne ấy. Rất là đẹp, sang trọng. Dòng này thì chất âm thì khỏi phải chê rồi. Âm thanh rất là khỏe. Em sẽ mở lên cho anh em nghe. Gác lạnh về khuya cơn gió lùa, trăng gầy nghiêng bóng cài sóng thương. Nhớ ai mà anh đem yêu hắt, lá vàng nhẹ nhẹ đưa. Người con gái buông tóc thu về ấm chuyện vương quê, kết nên tà áo màu hoa tươi, gác cho buồn đơn côi cô nhỏ vắng thêm một mình.